Được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng liên tục được bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, luôn được chính phủ chú trọng đầu tư và phát triển. Nằm trong vùng lõi trung tâm thành phố, ngay trục đường Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu, Dragon City Park được sở hữu vị trí đắc địa của khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Đây được xem là khu vực sầm uất và có mức tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định của thành phố. Dự án thừa hưởng trọn vẹn giá trị phong thủy khi phần lưng dự án tựa núi, mặt tiền hướng ra biển, tạo nên thế tựa sơn hướng hải hiếm gặp. Dự án sở hữu khả năng kết nối vùng hoàn hảo, từ đây cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến hầm Hải Vân, cầu vượt ngã ba Huế chỉ trong 10 phút, 20 phút đến cảng hàng không quốc tế và 1 giờ để đến Hội An. Ngoài ra, từ dự án chỉ mất vài phút để kết nối với trường học, bệnh viện, bến xe, chợ, hệ thống siêu thị và khu du lịch trong và cận tỉnh. Với quy mô 78 hectare, gồm 2.445 lô đất ở và hàng loạt hạng mục như nhà phố, liên kê, biệt thự, chung cư, Dragon City Park đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một không gian sống đẳng cấp. Lấy cảm hứng từ thuyết con rồng trốn tiền, mong muốn mang đến một nơi an cư lý tưởng, công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng đã kiến tạo nên khu đô thị đáng sống bậc nhất Đà Nẵng với sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và hiện đại. Chất truyền thống của dự án được thể hiện ở hình ảnh con rồng thuần Việt thời Lý. Chủ đầu tư đã kiến tạo nên công viên rồng trong lòng khu đô thị, mang đến những đặc quyền dành riêng cho cư dân. Cùng với đó, các khu vực nhà ở được nhóm thành 5 khu theo thuyết ngũ hành với 5 yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để ra một sự cân bằng trong khu đô thị. Được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu do nhà đầu tư thiết kế hàng đầu Singapore Sebana thực hiện, Dragon City Park được quy hoạch để trở thành một khu đô thị hiện đại, thông minh, hiện thực hóa giấc mơ an cư hiện đại của đông đảo người dân trong khu vực. Được phát triển theo định hướng trở thành khu đô thị đáng sống với nhiều trải nghiệm tiện ích, Dragon City Park tạo ra một không gian sống chất lượng với loạt tiện ích hiện đại và đồng bộ. Hưởng chọn tiện ích của dự án nằm ở tâm đô thị The Symphony, phân khu đẹp nhất dự án với tên gọi Bản giao hưởng đại dương giữa đô thị mới là điểm nhấn mà bất kỳ cư dân và nhà đầu tư nào cũng đều khao khát sở hữu, với hai loại hình chính là biệt thự và nhà phố thương mại. Điểm độc đáo của The Symphony là sự kết hợp hoàn mỹ giữa thanh âm tĩnh lại, yên lành của thiên nhiên cùng với những nốt vang rộn ràng, náo nhiệt của nhịp đập giải trí, mang đến cho bạn những không gian sống lý tưởng, bậc nhất của châu Âu. Đến với The Symphony là đến với cơ hội đầu tư sinh lời bền vững. The Symphony Dragon City Park tọa lạc tại tâm điểm phát triển kinh tế vùng, tiệm cận với nhiều công trình dự án nghìn tỷ sắp triển khai tại Đà Nẵng. Cùng với đó là dự kiến quy hoạch ga đường sắt rời lên khu vực quận Liên Chiểu và mở rộng hầm Hải Vân. Tất cả sẽ góp phần tạo nên một khu đô thị tiện nghi, hiện đại, giúp khai phá tiềm năng tăng giá trong tương lai. Ấp ủ khát vọng kiến tạo cộng đồng tinh hoa, tâm điểm The Symphony thuộc Dragon City Park là dự án thực hiện hóa quyết tâm của công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng trong việc tạo ra một không gian sống hiện đại, hòa hợp với yếu tố xanh bền vững, nơi cư dân hòa mình với thiên nhiên, lắng nghe những tiếng thì thầm của biển cả, cảm nhận những thanh âm trong trẻo của tự nhiên, để mỗi ngày là một trải nghiệm hạnh phúc, trọn vẹn. Dragon City Park, đô thị châu Âu, giữa lòng Đà Nẵng.